phim Tân Vịnh Xuân Quyền. Biên kịch Chu Nhật Lập, Nhậm Sa, Phạm Tiểu Thiên. Giám chế Trần Hòa, Dương Tiểu Xuân. Đạo diễn Trịnh Dĩ, Hồ Khải. Với các diễn viên Trịnh Gia Vĩnh, Hàn Tuyết, Lưu Tiểu Phong, Châu Tú Na, Tôn Dương, Dương Quang Vinh, Nguyên Quê, Lương Tiểu Long, Lương Gia Nhân, Tưởng Khải, Khấu Trấn Hải cùng một số diễn viên khác. Cha, cha thấy sao rồi? Cứ để họ làm đi. Trước khi làm rõ sự việc này, cha không tỏ rõ thái độ đâu. Ông nói đi, có phải ông làm không? Có phải ông vừa ăn cướp vừa la làng không? Nếu là tôi làm, không phải tự gây phiền phức cho mình sao? Quân đội của tôi lợi hại thật, nhưng người giúp ông nhiều hơn. Ông giết Trương Âm Đường là muốn mọi người hận tôi. Tôi giết Trương Âm Đường, ông tưởng tôi điên hay sao vậy? Chúng ta hãy nói cho rõ ràng đi. Lão Lư, điều chúng ta đang tranh giành là vấn đề lão đại lão nhị. Nếu chúng ta đánh nhau, đôi bên rạ đám, như vậy điều tranh giành là kẻ sống người chết. Từ lúc đó không ai có lợi ích đâu. Nếu vậy ông nói làm sao đây? Nào, chuyện Trương Âm Đường nên đến đây là kết thúc. Chúng ta đừng nên người nào cắn người nào. Nè, cắn. Nổ súng đi. Một viên đạn đổi được một mạng. Không cần biết chết mấy người, tóm lại là ông sẽ chết trước. Vậy thì thử đi. Các bạn đang xem phim do B-Film Rebus và Upload. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Các anh canh giữ ở đây, nhớ cảnh giác. Dạ. Mọi người tập trung tinh thần. Người của Ngô Bạch Lâm đi rồi, nhưng người của anh Thanh Sơn vẫn còn ở đây. Mọi người nói đi, họ đang giở trò gì? Bác hai, bây giờ chắc là bác nhận ra rồi. Bọn quân phiệt này không ai quan tâm sống chết của bác. Bác chỉ là con cờ của họ, là công cụ để họ đấu đá cắn nhau mà thôi. Trong mắt bác, họ cũng là con cờ như vậy. Bác hai à, lời nói của Ngô Bạch Lâm không phải không có khả năng.
không chừng là chú đại soái cho người làm đó. Ngay cả hạng người như Mạc Nhân Siêu họ cũng dùng, còn có chuyện gì mà không dám làm? Vĩnh Thành, con đừng có nói nữa. Bác đã quyết định ủng hộ chú đại soái rồi, chuyện này quyết không thay đổi. Chú đại soái có lẽ là ngụy quân tử, nhưng Lưu Sương Nghĩa nhất định là tiểu nhân. Kết bạn có lẽ tiểu nhân sẽ tốt hơn, nhưng muốn cải cách ngụy quân tử hình như vẫn tốt hơn đó. Ít ra hắn sẽ nghĩ đến sĩ diện, không dám làm chuyện quá đáng. Thật ra bác cũng muốn kiếm một quân phiệt, thật lòng vì nước vì dân, thật lòng muốn tiến hành sửa đổi cải cách. Nhưng mà các con nói đi, có không? Đứng lại. Đau quá. Có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy? Không nhìn rõ lắm, tiếng súng truyền đến từ một nơi rất xa. Vĩnh Thành. Bác Hai. Bác không sao? Ngày mai để Vĩnh Thành ở lại với bác là được rồi. Con hãy thay mặt bác đến hiện trường đại hội võ thuật, để cho mấy nhà tư bản đó yên tâm. Chú đại soái đã thắng rồi, chỉ cần chúng ta giao tiền đến tay của ông ta đúng hẹn thì chú đại soái sẽ dẫn binh bắt phạt. Điều này bác đã nói cho họ rồi, chuyện này không có sai sót gì nữa đâu. Con Vĩnh Thành, con có thể không tán đồng chủ trương của bác, nhưng mà con nhất định phải giúp bác điều này. Được rồi. Các vị, hôm qua có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng trước khi chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Lỗ đại ca với Mặt Trữ Môn đã phân thắng bại rồi. Cho đến bây giờ tôi tuyên bố, người thắng trong cuộc tỉ võ hôm qua, Mặt Trữ Môn. Hay lắm. Được. Cảm ơn. Cảm ơn. Hôm nay có thể tỉ võ rồi. Có người nào thách đấu không? Lên đi. Hai người này trở thành người thắng cuộc, có thể nói là sỉ nhục của người luyện võ chúng ta. Mạc Nhân Siêu bị ổ vô sĩ, xuống dưới thì nguy hiểm lắm. Anh sẽ cẩn thận, không sao đâu. Các vị, hình như trên kia có một vài thanh niên muốn thách đấu. Mạc sư phụ hãy cho anh ta một cơ hội đi. Yên tâm. Anh không được đi. Đừng lại. Sư phụ, Tưởng đại ca kìa. Người phương Nam các người đúng là vô lại. Các người tiếp đại khách như vậy đó hả? Võ phủ phương Bắc, nghe nói phương Nam có đại hội võ lâm như vậy, cố tình đến đây để xem náo nhiệt. Đây không phải đại hội võ lâm sao?
Tại sao ai cũng cầm súng? Chẳng lẽ Võ Lâm phường Nam không có người cần phải dùng súng bảo vệ sao? Cất hết súng đi. Võ Lâm thiên hạ là một nhà, làm gì có phân biệt Nam Bắc. Đại hội võ thuật lần này, người Sơn Đông như tôi cũng có tư cách tham gia mà phải không? Xin lỗi, võ thuật trong võ quán Quảng Châu là Nam Quyền, tổng giáo đầu dĩ nhiên là người phương Nam. Cái gì mà Nam Quyền Bắc Cước? Phương Bắc chúng tôi cũng có một bộ quyền pháp hay. Chức giáo đầu này, tại sao tôi không thể làm được? Vậy thì đúng rồi, chuyện Võ Lâm, Võ Lâm giải quyết. Người Tây Dương giả kia, tránh qua một bên. Lương Đạo Trọc, thực ra ông lại giở trò gì đây? Cái gì nữa? Lão Chu à, sao lần nào có chuyện gì ông cũng tính lên đầu tôi hết vậy? Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Tại hạ là Mạc Nhân Siêu, Mạc Gia Quyền. Cái gì là Trương gia, Lý gia? Người phương Nam các người đúng là nhiều trò thật. Tưởng mổ tự học thành tài, quyền đa nghiện là quyền giết người. Được rồi, đánh đi, đừng nhiều lời nữa. Còn đánh hay không? Không đánh thì tôi không có sáo nữa. Đánh đi, 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 đánh cũng có vài chiêu đó. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, đánh tiếp đi. Đánh đi, 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 đánh đi. Sư phụ, 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 đây phụ, sư 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 phụ, hay lắm. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đúng rồi. Hay lắm. Ai? Ta mẹ nghĩ tại ngươi. Nếu ta có thể sử dụng người này hay, quá hay, quá hay. Người phương Bắc đúng là lợi hại. Hay, là hay. Tiếp theo là ai? Người tiếp theo. Tiếp đi. Tiếp theo là ai đây? Tiếp đi. Hả? Tiếp đi, tiếp đi. Đánh đi, đánh hết người rồi sao? Đánh đi, đánh đi. Tiếp đi, tiếp đi. Em dám lên đây không? Lên đi, đánh đi.
Lỗ đại ca, thương tích của anh vẫn chưa khỏi, làm sao mà đánh? Tới đại ca, tới đại ca. Ủa? Tới điểm là dừng nha. Đánh hắn đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi, đánh tiếp đi. Mời. Đánh đi. Nhanh lên đi. Lâu quá. Nghe nói. Đánh đi, đánh đi. Hôm qua ông đã thua rồi. Nhưng mà ông không phải thua cho tên họ Mạc kia, mà là thua cho hai chữ Kỷ Ổi. Bây giờ ông đã khiêu chiến với phường Nam chúng tôi. Hôm nay tôi nhất định phải đứng về phía người anh em họ Mạc. Hay lắm, hay lắm, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Được. Đánh đi, đánh đi. Tôi sẽ không nương tay. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Đúng rồi, đánh đi. Đánh đi. Đúng rồi, đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Hey, hey. Hey, hey. Tôi đại ca biết làm sao rồi. Chắc anh ta đã biết mặt nhân siêu bị ổi vô sĩ mới ra tai nạn như vậy. Đối với lỗ đại ca sẽ không nặng tay như vậy. Hôm nay con hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng lên võ đài. Sư phụ yên tâm, dù con có xuống dưới chỉ là muốn gặp lỗ đại ca thôi, không có gì phải lo. Vĩnh Thành, ngồi đi. Hey, trời ơi, vô dụng quá, đánh đi. Hey, đánh mạnh lắm. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đánh đi. Cứ đánh thẳng tay đi. Đánh đi, đánh đi. Hay lắm, hay lắm. Đúng rồi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tôi nhẹ đánh tiếp đây. Đánh đi. Đánh đi chứ. Tôi là nhân vật lớn. Đứng dậy đi, đứng dậy. Đứng dậy. Cố lên. Đứng dậy. Đứng dậy. Đúng rồi. Cố lên. Đánh tiếp đi. Cố lên. Đánh đi. Đánh hắn đi. Tiếp tục. Cố lên. Tiếp tục. Cố lên. Đánh cho nó chết luôn đi. Hả? Đánh đi. Cố lên. Cố lên. Hả? Ai trời ơi, đứng dậy đánh đi. Đánh đi. Đứng dậy rồi. Tôi sẽ đánh với ông ta. Lỗ đại ca. Diệt chứng. Diệt thật. Làm gì vậy? Nó là một già quy. Để nó rèn luyện thêm cũng tốt mà. Anh không thấy lỗ đại ca bị hắn đánh đến hộc máu rồi sao? Diệt Thành, tình anh đi. Điều này sẽ giúp cho Diệp Vấn sau này.
Vinh Thịnh. Vinh Thịnh, em không sao chứ? Không sao chứ? Không sao. Vinh Thịnh à, em sợ nó bị người ta đánh tàn phế sao? Anh muốn ảnh bị người ta đánh tới tàn phế sao? Hey, sao em lại nghĩ như vậy? Em tin anh đi, điều này sẽ giúp ích cho nó sau này mà. Hey, Vĩnh Thành. Sư phụ, sư phụ có sao không? Tiểu tử kia, tôi đã gặp cậu rồi sao? Ông hãy đợi tôi một lát, tôi sẽ tỉ dỗ với ông. Vĩnh Thành, em không sao chứ? Không sao. Phó đại ca, Phùng Thiên Đốc Quân, Khai Sơn Hổ, dưới cầu Hồ Đại Soái, Tưởng Thịnh. Cha, Hoa, Đốc Quân Sơn Đông, Tấn Sơn Hổ, dưới cầu Hồ Đại Soái, Hình Ngọc Sơn. Đốc Quân Thiểm Tây, Hãm Địa Hổ, dưới cờ Dương Đại Soái, Lý Thương Hải. Đốc Quân Hồ Nam, Tháp Sĩ Hổ, dưới cờ Lục Đại Soái, Chương Hàn. Đốc Quân Hạ Bắc, Kim Tinh Bạch Ngạc Hổ, dưới cờ Kim Đại Soái, Mao Thiên Lôi. Tại hạ Phó Chinh Dừng, được lệnh của Đại Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, thống lĩnh Ngũ Hổ Nam Hạ. Còn Đại Tổng thống nữa sao? Nói cái gì vậy? Hắn còn làm được mấy ngày? Như vậy là sao? Họ làm như vậy là phá hoại cải cách. Nè, Diệp Dân, đừng qua bên đó. Đứng đây đi. Đánh đi, đánh đi, Diệp Dân, đánh đi. Ta không đánh với người. Không đánh tức là chịu thua. Lấy lại đồ của mình, trở về phương Bắc đi. Đánh đi, đánh đi. Diệp Dân, ngồi xuống đi. Năm đó ông kêu tôi cắt bím, tại sao bây giờ ông lại phản bội những người tiến hành cải cách vậy? Cậu không hiểu đâu. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Ông xuất chiêu đi. Nếu lần này còn thua bọn họ nữa thì sẽ mất hết chi khí, còn mất phạt khí gì nữa. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Câu vợ quay. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Vĩnh Thành, đừng kiếm chuyện nữa. Hả? Nghe em đi. Em lên lầu đi. Đừng để bắt hai lầu lắm. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Gì vậy? Gì vậy? Lên lầu đi. Trò chơi tới đây kết thúc. Tất cả đứng yên. Hôm nay là cuộc tỉ võ của Võ Lâm Phương Nam. Người phương Bắc các anh đừng nên gây sự ở đây. Nếu cả gan gây sự, tức là không nể mặt các vị đại soái đang ở trên lầu. Diệp Dân, cậu lui đi. Anh Thanh Sơn, ở trên võ đài chỉ so võ công, không so súng đạn. Cậu là trẻ con biết gì chứ? Chuyện hôm nay liên quan tới vận mệnh thiên hạ. Lui đi. Anh Thanh Sơn à,
Nếu dùng súng ống để thắng võ công thì võ lâm phương nam chúng ta sẽ mất hết sĩ diện. Diệp Dẫn, tôi là quân nhân, quân nhân xem phục tùng mệnh lệnh như thiên chức. Nhiệm vụ chủ đại soái giao cho tôi là giết chết Tưởng Thịnh. Lui đi. Tôi kêu cậu lui đi. Thanh Sơn, anh nghĩ là làm như vậy có thể giành lại sĩ diện sao? Làm như vậy thì có thể đổi được sĩ khí bắc phạt sao? Thanh Sơn, tại sao anh không có hiểu biết như Diệp Dấn vậy? Có đi hay không? Thanh Sơn, anh điên rồi sao? Súng của tôi chỉ còn lại viên đạn cuối cùng. Viên đạn này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cậu có đi hay không? Các bạn đang xem phim do B-Film Remus và Upload. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Nổ súng bắn em đi. Anh bắn em đi. Như Thành à, em tránh ra. Lâm Thanh Sơn, em có thể nhường nhịn một người bất chấp thủ đoạn để tiến hành cải cách, nhưng em không thể nhường nhịn chuyện vì muốn chấp hành mệnh lệnh dùng khẩu súng trong tay buộc Diệp Dấn phải khuất phục. Vĩnh Thành, em sao em lại đứng về phía cậu ta? Anh không phải muốn chứng minh hôm nay anh là vai chính sao? Nhưng anh lầm rồi. Vai chính hôm nay không phải là anh, là Diệp Dấn. Thanh Sơn, bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Lâm Thanh Sơn, cậu không lui đi. Cô Trương, để cô sợ hãi rồi. Dẫn, cậu khôn lớn rồi. Bây giờ không còn là chuyện đơn giản như tỷ võ. Giết cậu ta đâu? Diệp Dẫn với Tưởng Thịnh, họ đã quen nhau 10 năm trước. Đánh đi, em định điên tới chừng nào đi?
chú ý thân phận của mình. Em định cùng chung số phận với tên nhà quê đó sao? Em có cần sĩ diện không vậy? Nữa mà. Nhưng đồng hồ của em đã hết giờ rồi. Xin anh đó. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Hết giờ rồi. Diệp Vân. Diệp Vân. Ai nói hết giờ? Chưa hết giờ. Chưa hết giờ mà. Chuyện chỗ hôm nay tới đây kết thúc. Chưa có hết giờ. Rõ ràng còn 5 phút mà. Đồng hồ của ông sai rồi. Phó Chính Dân, ông sao lại mấy giờ đi? Sao lại nhanh như vậy? Mau còn lại mấy giờ đi. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đã hết giờ. Hết giờ rồi. 4:30 rồi. Hết giờ rồi. Theo quy định, lần sau mới đánh tiếp. Sao nhanh vậy? Hết giờ rồi. Nè, ông xem coi. Không cần xem đâu nữa đồng chảo. Mấy giờ? Mấy giờ rồi? Hết giờ rồi, coi cái gì mà coi. Nhanh vậy sao? Khoan đã. Chưa đánh xong mà. Đánh xong rồi, tỷ võ kết thúc. Cho tôi coi đồng hồ của anh. Anh không có đồng hồ sao? Rõ ràng là chưa có hết giờ. Có phải 4:30 rồi không? Phải. Các người đã kéo dài thời gian. Tôi yêu cầu cộng thêm 2 phút. Mạc Nhân Siêu, đừng vì ân oán cá nhân mà đứng nhầm hàng ngũ. Lui đi. Hết giờ rồi. Tỷ võ kết thúc. Phương Bắc này ở đâu chui ra vậy? Sao các ông lại nhìn tôi? Các ông không thấy thuộc hạ của lão Chu Mạc Nhân Siêu mong người Phương Bắc thắng như thế nào sao? Có ai đó có tật rục rịch, còn hỏi người ta mấy giờ khắp nơi. Cái gì? Lão Chu à, tôi đã nói rồi, Ngũ Hổ Phương Bắc không liên quan gì tới tôi hết á. Ở đây ai là người hay dở thủ đoạn nhất trong lòng các ông cũng biết hết rồi. Ê sao hắn nói vậy? Tôi thấy rõ ràng là Lữ Đạo Trọng giở trò mà. Ông ta cấu kết với người Phương Bắc từ lâu rồi. Được rồi, được rồi, đừng suy đoán lung tung. Trong chuyện này sớm muộn gì cũng sáng tỏ. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nên suy nghĩ dùng cách nào mới có thể đánh bại Ngũ Hổ Phương Bắc.
Thanh Sơn, anh nói trong chuyện này có liên quan đến Lư Đầu Trọc không? Lư Đầu Trọc có lẽ không dám to gan như vậy. Nhưng đại soái à, trái lại tôi rất mong chuyện này có liên quan tới Lưu đại soái. Nếu là như vậy thì việc lớn của đại soái đã thành công. Chuyện ta cài bẫy Lưu Đầu Trọc, tên tiểu tử này đã nhận ra rồi sao? Nói nghe xem nào. Đại soái, tôi có suy nghĩ như vậy. Việc dân đúng là rất đáng thương. Đáng thương cách mấy, chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Phu nhân, phu đại ca, thật ra là chuyện gì? Tiễn khách, tiễn khách. Phu đại ca, anh thay đổi rồi. Con người ta dù sao cũng phải thay đổi. Đường đời sau này rất là dài, cậu sẽ gặp rất nhiều chuyện đau khổ. Trong lúc cậu đánh mất dũng khí thì hãy nhìn cái bím này, nhớ lại hồi còn nhỏ, lần đầu tiên cậu đã dũng cảm như thế nào. Đi, đi. Tiên sinh, Dư sư phụ. Nào, mời ngồi. Mời. Dư sư phụ, 10 năm không gặp, nhớ lại giống như chuyện mới hôm qua vậy. Đúng vậy, mọi thứ đã thay đổi rồi. Chỉ có thằng nhóc Diệp Vấn đó cho rằng tất cả vẫn vậy. Tôi không biết lần này ông đến Hoàng Châu là mục đích gì, cũng không muốn hỏi. Nhưng có một điều kiện, không ai được làm hại Diệp Vấn. Dư sư phụ, lần này tôi đến là vì cậu ấy. Tuy tôi với Diệp Vấn chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng tôi rất thích cậu ấy. Đứa trẻ này trong lòng nếu có nghi ngờ gì, nhất định phải tìm cho ra. Nó đã tìm tôi, nhưng tôi không gặp, vì tôi không thể cho nó đáp án. Ngày mai lúc tỉ thí trên võ đài, nó chắc chắn sẽ tìm cách lên đó. Đến lúc đó mong Du sư phụ ngăn cản giúp. Được, cảm ơn Du sư phụ. Chờ đã. Trước đây ông theo Chu đại sư, bây giờ là dốc sức vì phương Bắc, thay đổi có phải hơi quá không? Thế sự vô thường, tôi nhận định chỉ vì nhân dân Phật Sơn cả đời không thay đổi. Vì vậy có lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy hâm mộ Du sư phụ. Các người chính là dục vọng quá lớn. Đi. Cao Từ, bên đây nè chụp thêm một tấm nữa đi. Thưa sư phụ, có phải lần này ông cử hành Nam Hạ sau lưng còn có mục đích chính trị không? Tôi không có đi học, không hiểu cậu đang nói gì. Tôi chỉ cần biết dùng nắm nắm này đánh bại những ai đến khiêu chiến với tôi. Chức tổng giáo đầu của Quốc Thuật Viện tôi làm chắc rồi. Nói năng quay đường, tập trung. Ở đây dám nói bậy hả? Ôi,
Dừng tay. Là ông làm loạn. Tôi cũng muốn xem quyền của ông nhanh hay súng của tôi nhanh hơn. Đánh không lại thì dùng súng mà. Trên là đánh thế nào tôi không quản, nhưng làm loạn dưới này tôi có thể bắn ông. Hay lắm. Được, bắn đi. Tôi không né. Bắn đi. Mau bắn đi. Tự tin. Đủ rồi. Hôm nay tôi nể mặt phó tiên sinh. Tôi nói lại một lần nữa, trên đài tỉ võ, đánh chết không trách. Dưới đài làm loạn, giết chết bất lưng. Phó Chính Dân, hôm nay ông biết Lâm Thanh Xuân tôi chính là ai rồi chứ? Hả? Sao hả? Hả? Mới qua một đêm, không còn ai nữa hả? Như vậy là các người chịu thua. Bọn ta sẽ về phương Bắc của bọn ta. Các người về nhà chơi đánh nhau với con nít đi. Hả? Hay. Hay lắm. Hay lắm. Các vị, xem ra phương Nam thật là không có ai giang mộ cao từ. Chưa đã. Diệp Dân. Đánh với cậu. Tôi muốn đánh với ông. Không phải đánh vì tôi, cũng không phải vì phương Nam, mà là vì phương Bắc, vì cách mạng, vì dân tộc tiến bộ. Diệp Dân, cậu xuống đi. Các người là đồng bọn. Mọi người nghe tôi nói, chúng ta đều bị bắt lừa. Vua Phụng Cụ đã bị phương Bắc mua chuộc rồi. Trời, vua sư phụ làm như vậy chứ? Vua sư phụ, ông sao vậy? Vua sư phụ. Diệp Dân, vua Phụng Cụ không cần diễn kịch nữa. Vua Phụng Cụ, tôi hỏi ông, tại sao tôi lên đây đánh, Lộ Đại Ca cũng lên đây đánh, tay chân chúng tôi bị thương, còn hắn thì mũi chưa sạch, cộng tóc cũng không mất. Hãy
我来打。呀呀！于师傅如此人物，我还有脸说什么赵国？确实俗气了。告辞。见过卢大帅。好。我还没有输，南方还没有输。